Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con đã nghe thấy chương trì tụng nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Thừa Bảo Vân quyển 3, phẩm 3, bình đẳng. Đức Phật bảo Đại Bồ Tát hàng phục nhất thiết chướng ngại. Này Thiện Nam, Bồ Tát có đầy đủ 10 pháp bình đẳng như đất. Những gì là 10? 1. Rộng lớn vô lượng. 2. Nuôi dưỡng chúng sinh. 3. Đối với có ân không ân, không có tưởng khác. 4. Có khả năng lãnh thọ những cơn mưa pháp lớn. 5. Làm chỗ nương tựa cho tất cả chúng sinh. 6. Làm chỗ trồng thiện căn. 7. Làm đồ chứa cho báu. 8. Làm đồ chứa diệu dược. 9. Chẳng thể khuấy động. 10. Không có sợ hãi. Thiện Nam, thế nào là Bồ Tát rộng lớn vô lượng? Ví như đại địa trùng khắp 10 phương rộng lớn vô lượng, Bồ Tát cũng là như vậy, phước đức trí tuệ đầy đủ, song hành, hiện bày mọi nơi, rộng lớn vô lượng. Đây gọi là Bồ Tát rộng lớn vô lượng. Thế nào là Bồ Tát nuôi dưỡng tất cả chúng sinh? Thiện Nam, ví như đại địa là chỗ tất cả chúng sinh nhờ vào đó mà tồn tại. Tùy ý sử dụng các loại sản vật, Bồ Tát cũng vậy, trưởng dưỡng chúng sinh bằng các loại bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Tất cả các pháp hành thanh tịnh của Bồ Tát. Ngoài ra còn cho vô lượng các loại vật báu khiến được lợi ích. Đây gọi là Bồ Tát dưỡng dục tất cả chúng sinh. Thế nào là Bồ Tát đối với có ân không ân, không có tượng khác? Thiện Nam, với như đại địa bị hủy nhục thương tổn cũng không sinh sân, hoặc được cúng dường cũng không sinh vui. Trong vấn đề này không sinh hai tưởng. Bồ Tát cũng vậy, bị tổn não không sân, được lợi dưỡng cũng không vui. Đối với chúng sinh đó, Bồ Tát không sinh thương ghét, không mong đền đáp. Đây gọi là Bồ Tát đối với có ân không ân đều bình đẳng. Thế nào là Bồ Tát có khả năng lãnh thọ tất cả những cơn mưa pháp lớn? Thiện Nam, ví như đại địa thọ nhận những cơn mưa lớn, ngoài ra còn có thể dung chứa tất cả các dòng nước lớn. Bồ Tát cũng phải có khả năng dung đạp các trận mưa pháp lớn của Như Lai. Đây gọi là Bồ Tát có khả năng lãnh thọ các trận mưa pháp lớn. Thế nào là Bồ Tát làm chỗ nương tựa cho tất cả chúng sinh? Thiện Nam, ví như đại địa, tất cả chúng sinh hoặc ra hoặc vào đều nương nơi đại địa. Bồ Tát cũng vậy, làm nơi ý chỉ cho tất cả chúng sinh đang sinh hoạt nơi sáu cõi cho đến Niết Bàn. Đây gọi là Bồ Tát làm nơi nương tựa cho tất cả chúng sinh. Thế nào là Bồ Tát làm nơi gieo căn lành? Thiện Nam, ví như đại địa, tất cả hạt giống đều nhờ vào đó mà sinh trưởng. Bồ Tát cũng vậy, các hạt giống lành của tất cả chúng sinh dân nương vào Bồ Tát mà được sinh trưởng. Đây gọi là Bồ Tát làm nơi gieo các chủng tử pháp thiện. Thế nào là Bồ Tát làm đồ chứa cho báu? Thiện Nam, ví như đại địa là đồ chứa cho báu, dân nương vào đất mà vô lượng cho báu được xuất hiện. Bồ Tát cũng vậy, các loại công đức quang minh quý báu dân nương vào Bồ Tát mà được xuất hiện. Đây gọi là Bồ Tát làm đồ chứa cho báu. Thế nào gọi là Bồ Tát làm đồ chứa diệu dược? Thiện Nam, với như đại địa sinh ra các loại thuốc vi diệu có khả năng trị tất cả bệnh khổ chúng sinh. Bồ Tát cũng vậy, tất cả pháp dược nhân nơi Bồ Tát xuất hiện có khả năng diệt trừ các loại bệnh nặng phiền não của tất cả thế gian. Đây gọi là Bồ Tát hay làm đồ chứa thuốc vi diệu. Thế nào là Bồ Tát chẳng thể quấy động? Thiện Nam, với như đại địa, tất cả các thứ khổ chẳng thể nhiễu loạn xâm phạm, thời tiết nóng lạnh, mũi kiến trùng độc xúc phạm chẳng động. Cũng vậy, chúng sinh khởi tạo tất cả các loại khổ đều chẳng thể nhiễu loạn, não hại Bồ Tát. Đây gọi là Bồ Tát chẳng thể khuấy động. Thế nào là Bồ Tát không có sợ hãi? Thiện Nam, với như đại địa, chẳng kinh sợ khi nghe âm thanh phát ra từ các loài sư tử vương, tượng vương, long vương. Bồ Tát cũng vậy, nghe cái tiếng của ma, tiếng của ngoại đạo, chẳng lo, chẳng sợ, chẳng khiếp, chẳng ngại. Đây gọi là Bồ Tát không có kinh sợ. Thiện Nam, đây là Đại Bồ Tát đầy đủ 10 pháp bình đẳng như đất. Này Thiện Nam, Đại Bồ Tát lại có 10 pháp bình đẳng như nước. Những gì là 10? 1. Phước đức sâu dần. 2. Sinh pháp trong sạch. 3. Hoan hỷ tán dương nhuận thấm. 4. Nhận chìm tất cả gốc rễ phiền não. 5. Thanh tịnh không ô trược. 6. Diệt phiền não nóng bức. 7. Trừ các ác ái. 8. Sâu xa khó dò. 9. Cuốn trôi mọi thứ tốt xấu. 10. Làm sạch phiền não trần cấu. Thiện Nam, thế nào là Đại Bồ Tát phước đức sâu dần? Thiện Nam, với như các dòng nước từ chỗ cạn chảy vào chỗ sâu, theo thứ lớp, Bồ Tát cũng vậy, ôm các pháp thiện từ cạn đến sâu,
đây gọi là Bồ Tát Phước Đức Sâu Dần. Thế nào là Bồ Tát sinh pháp bạch tịnh, tỳ nam ví như nước trong hay sinh dưỡng các loại diệu dược, cỏ cây, rừng rậm, Bồ Tát cũng vậy. Nhờ tam muội nên sinh trưởng tất cả trở phát Bồ Đề, sinh trưởng rồi liền phát triển lớn rộng cho đến thành nhất thiết chủng trí, ở cõi Phật cây cối vườn rừng, sinh quả pháp nuôi sống chúng sinh, đây gọi là Bồ Tát sinh trưởng pháp thiện. Thế nào là Bồ Tát hoan hỷ nhuần tấm, tỳ nam ví như nước trong, tự tánh tấm ước lại hay tấm ước vật khác, Bồ Tát cũng vậy, tự tánh hoan hỷ tán dương nhuần tấm lại hay tấm nhuần kẻ khác. Nói hoan hỷ ấy là pháp xuất thế, nói tán dương là nương vào Phật pháp tăng, nói nhuần tấm ấy là tâm thanh tịnh, đây gọi là Bồ Tát hoan hỷ nhuần trạch. Thế nào là Bồ Tát làm tối rửa gốc rễ của phiền não, tỳ nam ví như nước trong, có khả năng làm thối rữa tất cả cỏ cây rễ lá, Bồ Tát cũng vậy, nhưng tu tam muội mà làm thối rữa tất cả phiền não thương tục cho đến diệt tận danh tướng cùng tập khí phiền não xú uế, không còn chỗ nương tựa, đây là Bồ Tát làm thối rữa tất cả gốc rễ của phiền não. Thế nào là Bồ Tát thanh tịnh không nhơ, thiện nam với như nước trong bình, là tánh thanh tịnh không có khấu uế, Bồ Tát cũng vậy, tự tánh thanh tịnh không có uế. Nói thanh tịnh nghĩa là tất cả tùy miên phiền não kết xử tham sân si để tiêu diệt, các căn không nhiễm, không cấu, không uế, đây gọi là Bồ Tát thanh tịnh không nhơ. Thế nào là Bồ Tát diệt trừ phiền não nóng bức, tỳ nam với như tánh nước, làm cho tất cả chúng sinh cùng đất và các vật trên đất được mát mẻ vào những tháng hè oi bức, Bồ Tát cũng vậy, dùng pháp tịnh thủy diệt trừ phiền não nóng bức của các cõi chúng sinh khiến cho được mát mẻ, đây là Bồ Tát diệt trừ phiền não nóng bức. Thế nào là Bồ Tát từ bỏ các khác ái, thì nam với như nước lạnh, người khát nước uống vào thì hết khát, Bồ Tát cũng vậy, vì tất cả chúng sinh các ái nơi sáu trần khó nhẫn chịu mà làm mơ pháp, nhờ mơ pháp nên khiến các chúng sinh hết khát ái nơi sáu trần. Thế nào là Bồ Tát sâu rộng khó dò, thì nam với như biển nước sâu rộng khó dò, Bồ Tát cũng vậy, tu các trí tuệ thâm diệu khó dò, nghĩa là tất cả thiên ma ngoại đạo chẳng thể xét lường, đây là Bồ Tát sâu rộng khó dò. Thế nào là Bồ Tát hay làm trôi các thứ tốt xấu, tỳ nam ví như nước chảy hay làm trôi tất cả vùng đất hoặc tốt hoặc xấu, Bồ Tát cũng vậy, dùng nước chảy làm trôi tất cả các cõi chúng sinh hoặc tốt hoặc xấu, tuy làm trôi như vậy nhưng không não hại chúng sinh, cũng như nước chảy, Bồ Tát đem đại từ bi làm nhuận thấm nơi chúng sinh, làm mưa pháp lớn không tổn não ai, đây là Bồ Tát cuốn trôi các thứ tốt xấu. Thế nào là Bồ Tát làm sạch mọi phiền não trần cấu, thì nam ví như nước lớn hay làm cho tất cả các vật bất tịnh nhỏ ế có bẩn trên đất đều được thấm nhuần trong sạch không còn chút bẩn, Bồ Tát cũng vậy, nhờ nướng vào định tuệ thanh tịnh mà dứt tận các tâm tánh tô bạo các thứ phiền não nơi khắp trần của các chúng sinh, đây gọi là Bồ Tát làm sạch mọi phiền não trần cấu. Thì nam đại Bồ Tát có đủ 10 pháp bình đẳng như lửa, những gì là 10? Một, năng tiêu đốt phiền não uế tạp. 2. Làm thành tục tất cả pháp Phật. 3. Làm khô ráo bùn nhơ phiền não. 4. Với như hòa tụng. 5. Hay làm ánh sáng. 6. Hay làm cho kinh sợ. 7. Hay làm an ổn. 8. Bình đẳng đối với các chúng sinh. 9. Được thế gian cúng dường. 10. Chẳng thể bị khinh miệt. Thiện nam, thế nào là Bồ Tát có thể tiêu đốt mọi phiền não uế tạp? Thì nên với như tánh của lửa hay thiêu tất cả đồ nhơ nhớp cấu uế cỏ cây rừng rậm các cây thuốc, Bồ Tát cũng vậy, dùng lửa trí tuệ thiêu cháy tất cả phiền não tùy biên, tất cả các sự tham sân si phiền não uế tạp, đây gọi là Bồ Tát năng thiêu tất cả phiền não uế tạp. Thế nào là Bồ Tát làm thành tục tất cả pháp Phật? Thì nên với như tánh của lửa làm chính tất cả các thứ dược thảo động thực vật, Bồ Tát cũng vậy, dùng lửa trí tuệ làm thành thục tất cả các pháp Phật bên trong, thành thục như vậy mãi mãi không mất, đây là Bồ Tát làm thành thục tất cả các pháp Phật. Thế nào là Bồ Tát làm khô bùn do phiền não? Thì nam với như tánh của lửa làm khô ráo tất cả bùn do, Bồ Tát cũng vậy, dùng lửa trí tuệ thiêu khô tất cả pháp hữu lưu, đây là Bồ Tát làm khô bùn do phiền não. Thế nào là Bồ Tát dụ như đống lửa? Thì nam như đống lửa lớn làm tan biến sự nóng cống lạnh, Bồ Tát cũng vậy, dùng lửa trí tuệ đẩy lùi phiền não lạnh rét cho tất cả chúng sinh, đây là Bồ Tát dụ như đống lửa. Thế nào là Bồ Tát hay làm ánh sáng? Thì nam với như đống lửa lớn trên ngọn núi tuyết
ánh sáng rực rỡ chiếu khắp một do tuần, hoặc hai do tuần, hoặc ba, hoặc bốn do tuần. Bồ Tát cũng vậy, dùng trí quang minh chiếu xa ngàn do tuần, hoặc vạn do tuần, cho đến vô lượng A Tăng Kỳ thế giới, vì các chúng sinh mà tạo ra ánh sáng soi chiếu rực rỡ khắp. Bồ Tát dùng trí quang minh đẩy lùi tất cả pháp vô trí tối tâm. Đây là Bồ Tát hay làm ánh sáng. Thế nào là Bồ Tát hay làm kinh sợ? Tỷ nam với như các loài muông thú hoặc sư tử vương thấy đống lửa lớn liền sinh kinh sợ, nghĩa là chúng sợ tổn hại thân mình nên tránh xa chỗ ấy. Cũng vậy, ma ác cùng các chúng ma nếu thấy Bồ Tát liền sinh kinh sợ, do chúng không có ai đức nên liền tránh xa, thậm chí chẳng nghe danh hiệu của Bồ Tát, huống nữa là thấy hình tướng. Đây là Bồ Tát hay làm kinh sợ. Thế nào là Bồ Tát khéo làm an ổn? Tỳ nam, ví như có người mê ở nơi rừng rậm hoang dã, quên mất đường ra, bỗng nhiên thấy được một đống lửa lớn, liền đến nơi đó. Ở chỗ này người đó thấy được xóm làng, hoặc thấy bầy trâu bò. Thế như vậy người đó liền được an ổn, liền các lo sợ. Cũng vậy, hết thảy vô lượng chúng sinh nơi rừng già hoang dã sinh tử, nếu thấy Bồ Tát liền được an ổn, liền mọi sự sợ hãi. Đây là Bồ Tát khéo làm an ổn. Thế nào là Bồ Tát bình đẳng với tất cả chúng sinh? Tỳ nam, với như tánh của lửa đều bình đẳng đối với tất cả chúng sinh, như đối với vua và hèn chiến đà la, lửa đều bình đẳng không hai. Bồ Tát cũng vậy, đều bình đẳng đối với các chúng sinh, như đối với quốc vương và kẻ đồ tể, Bồ Tát đều làm lợi ích như nhau. Đây là Bồ Tát đều bình đẳng với các chúng sinh. Thế nào là Bồ Tát được thế gian cúng dường? Tỳ nam, với như tánh của lửa được các sát lợi bà la môn cúng dường, Bồ Tát cũng vậy, đều bình đẳng với các chúng sinh, như đối với quốc vương và kẻ đồ tể, Bồ Tát đều làm lợi ích như nhau. Đây là Bồ Tát đều bình đẳng với các chúng sinh. Thế nào là Bồ Tát chẳng thể bị khinh miệt? Tỳ nam, như lửa tuy nhỏ nhưng không nên khinh thường mà chạm vào, không nên kiêu mạn. Bồ Tát cũng vậy, từ lúc mới phát tâm trụ vào tánh hạnh, tuy chưa được uy lực nơi pháp đại thừa, nhưng chẳng ai dám khinh miệt. Tất cả thế gian hoặc trời hoặc người, cả chúng thiên long dạ xoa cả tất bà đều biết Bồ Tát và cùng nói: nay Bồ Tát này chẳng bao lâu nữa sẽ an tọa nơi Bồ Đề đạo tràng, chân đắc chánh đẳng chánh giác. Đây là Bồ Tát chẳng thể bị khinh miệt. Tỳ nam, đó gọi là Bồ Tát đầy đủ mười pháp bình đẳng như lửa. Tỳ nam, đại Bồ Tát là có mười pháp bình đẳng như hư không. Những gì là mười? Một, rộng lớn. Hai, vô ngại. Ba, tịch tỉnh. Bốn, tuệ vô biên. Năm, trí vô biên. Sáu, tùy thuận pháp giới. Bảy, tin tất cả các pháp đồng tánh hư không. Tám, không xứ sở. Chín, vượt qua cảnh giới của tưởng. Mười, siêu việt mọi sự nghĩ lượng. Thì nam, đại Bồ Tát đủ mười pháp này được gọi là bình đẳng như hư không. Lại nữa này thì nam, đại Bồ Tát lại có mười pháp bình đẳng như hư không. Những gì là mười? Một, đối với sắc đẹp sắc xấu, Bồ Tát không tham không sân. Hai, đối với âm thanh hay dở, Bồ Tát không thích không ghét. Ba, đối với mùi thơm mùi thối, Bồ Tát không tham không bỏ. Bốn, đối với vị ngon vị dở, Bồ Tát không ham không bỏ. Năm, đối với sự xúc chạm tốt xấu, Bồ Tát không tham không ghét. Sáu, đối với các pháp tốt xấu, Bồ Tát không nhiễm không chê. Bảy, đối với sự được không được, Bồ Tát không mừng không giận. Tám, đối với khổ, Bồ Tát không buồn. Đối với lạc, Bồ Tát không vui. Chín, đối với danh tốt danh xấu, Bồ Tát không mến mộ cũng không khước từ. Mười, đối với lời khen tiếng chê, Bồ Tát không ưa không ghét. Đây là mười việc bình đẳng như hư không. Tỳ nam, đại Bồ Tát là có mười pháp dụ như mặt trăng. Những gì là mười? Một, là mát mẻ chúng sinh. Hai, người thấy hoan hỷ. Ba, tăng trưởng pháp thiện. Bốn, trừ dạy pháp ác. Năm, được thế gian khen ngợi. Sáu, hình tướng thanh tịnh. Bảy, cởi xe thối thắng. Tám, thường làm trang nghiêm. Chín, hiện bày chỗ diệu dụng nơi chánh pháp. Mười, có đại thần thông oai đức cao vời. Thế nào là Bồ Tát là mát mẻ chúng sinh cho đến có đại thần thông oai đức? Thì nay với dưới mặt trăng xuất hiện, tất cả chúng sinh đều được mát rượi thích thú. Bồ Tát cũng vậy, hay dứt trừ phiền não nóng bức cho chúng sinh, khiến được hoan hỷ vui vẻ, tạo ra sự mát mẻ. Tỳ nam, như khi mặt trăng mọc ai thấy cũng hoan hỷ, do trăng mát mẻ nên khiến tâm họ vui tích. Bồ Tát cũng vậy, diệt phiền não nóng bức, các căn thanh tịnh, đầy đủ công đức trong các oai nghi. Tỳ nam, như trăng thượng tuần, từ lúc mới mọc dần dần tăng trưởng cho đến ngày thứ 15 thì tròn đầy viên mãn. Bồ Tát cũng vậy,
từ sơ phát tâm cho đến lúc ngồi nơi đạo tràng, ngày đêm phát thiện tăng trưởng, viên mãn đầy đủ các loại. Thiện nam, như trăng hạ tuần sắc tướng quang minh thật đáng ưa thích, nhưng tướng ấy dần dần mờ nhạt cho đến cuối tháng thì không còn xuất hiện. Bồ Tát cũng vậy, được trí xuất thế nên tất cả tướng hư vọng đều tổn giảm, cho đến lúc an tọa nơi đạo tràng thì tướng kia rốt ráo không còn. Thiện nam, như khi trăng mọc tất cả thế gian đạo tục thần dân, nam nữ lớn nhỏ đều tán thán. Bồ Tát cũng vậy, được tất cả thế gian trời người Atula tán dương. Thiện nam, như nguyệt thiên tử, thân tâm thanh tịnh, quang minh chiếu sáng cho nghiệp báo sinh khởi. Bồ Tát cũng vậy, thân tâm thanh tịnh, ánh sáng chiếu khắp, tự nhiên hóa sinh từ pháp tánh, chẳng phải nhân nơi tinh huyết ô nhiễm bất tịnh, trải qua năm thời từ cha mẹ. Thiện nam, như nguyệt thiên tử, cởi xe thanh tịnh chiếu khắp bốn phương. Bồ Tát cũng vậy, cởi xe tối thắng chiếu khắp vô lượng vô biên thế giới. Thiện nam, như nguyệt thiên tử, thường trang nghiêm công trong mọi lúc. Bồ Tát cũng vậy, được trang nghiêm bằng công thức. Thiện nam, như nguyệt thiên tử, luôn tự nhiên có oai hoặc có hoan hỷ diệu lạc. Bồ Tát cũng vậy, hàng trụ nơi pháp lạc, không trụ vào dục lạc. Thiện nam, như nguyệt thiên tử, có đại thần thông, có đại oai đức. Bồ Tát cũng vậy, có đủ các công đức, trí tuệ tự tại, thần thông biến hóa, tùy ý vô ngại. Thiện nam, đây là đại Bồ Tát đầy đủ 10 pháp dụ như mặt trăng. Này thiện nam, đại Bồ Tát lại có đủ 10 pháp dụ như mặt trời. Những gì là 10? Một, diệt trừ vô minh tối tâm. Hai, hay làm cho mở bày tỏ ngộ. Ba, chiếu khắp 10 phương. Bốn, nhân cho pháp thiện khởi. Năm, diệt trừ các dòng. Sáu, hay làm ánh sáng. Bảy, che phủ ngoại đạo tà kiến. Tám, hiện rõ Phật tốt xấu. Chín, tạo các nghiệp theo pháp thiện. 10, thiện nhân cung kính. Thiện nam, thế nào là đại Bồ Tát diệt vô minh tối tâm, cho đến thế nào là Bồ Tát được thiện nhân cung kính? Thiện nam, như khi mặt trời mọc diệt tất cả tâm tối, mặt trời Bồ Tát xuất hiện diệt vô minh u ám cũng là như vậy. Thiện nam, như khi mặt trời mọc hoa sen bung nở, mặt trời Bồ Tát xuất hiện khai ngộ cho chúng sinh, những người nhận được sự giáo hóa cũng là như vậy. Thiện nam, như khi mặt trời mọc chiếu rõ 10 phương, mặt trời Bồ Tát xuất hiện trí tuệ quang minh chiếu khắp 10 phương mà không làm tổn hại tất cả chúng sinh. Thiện nam, như khi mặt trời mọc phóng ngàn ánh sáng chiếu khắp cõi Diêm Phù Đề, người đời biết mặt trời đã mọc, mặt trời Bồ Tát xuất hiện, ánh sáng trí tuệ chiếu khắp, khi ấy hữu tình mới biết có các pháp thiện. Thiện nam, ở cõi Diêm Phù Đề, khi ánh sáng mặt trời diệt, tức biết mặt trời đã lặn, mặt trời Bồ Tát xuất hiện, phóng ánh sáng trí tuệ đến các chúng sinh, diệt trừ tất cả si ám cho chúng sinh. Mê mờ si ám, mù tối diệt sạch nó gọi là lậu tận. Khi ấy Bồ Tát không xuất hiện. Thiện nam, như khi mặt trời mọc, các ánh sáng bị ánh mặt trời nuốt mất, không thể hiện chiếu. Nhưng khi ấy mặt trời chẳng nghỉ, ta làm cho những ánh sáng khác dìm mất, không thể hiện chiếu. Vì pháp như vậy, tự nhiên chẳng thể hiện. Bạch trời Bồ Tát xuất hiện, tất cả ngoại đạo tà kiến bồ ám tự nhiên lui diệt. Khi ấy Bồ Tát cũng chẳng nghĩ, ta làm cho các thứ này lui diệt không hiện. Thiện nam, như khi mặt trời xuất hiện ở cõi Diêm Phù Đề, tất cả chúng sinh với tướng đẹp xấu, cao thấp, chánh tà đều được hiện rõ. Mặt trời Bồ Tát xuất hiện cũng là như vậy, vì các chúng sinh mà soi rõ tướng đẹp xấu, cao thấp, tà chánh. Nói cái đẹp ở đây tức chỉ thánh đạo, nói cái xấu ở đây tức chỉ tất cả tà đạo. Thiện nam, như khi mặt trời mọc, các loại nghiệp nhân gieo trồng được thành tựu, mặt trời Bồ Tát xuất hiện làm sinh trưởng các pháp thiện. Thiện nam, như khi mặt trời mọc, thiện nhân hoan hỷ cúng dường sân tán, nhân hạn bất lương lại u sầu không vui, mặt trời Bồ Tát xuất hiện, người có trí tuệ lợi căn thông minh vui mừng tán thán. Những kẻ tà đạo phàm phu độn căn bất lương, không có mắt trí tuệ, ưa thích sinh tử, quay lưng với đạo Niết Bàn thì lại không cung kính. Đây là Bồ Tát diệt vô minh ám chướng cho đến được thiện nhân cung kính. Này thiện nam, như vậy là Đại Bồ Tát đầy đủ 10 pháp dụ như mặt trời. Thiện nam, Đại Bồ Tát có đủ 10 pháp như sư tử vương, những gì là 10? 1. Không sợ. 2. Không khiếp nhược. 3. Không quay đầu hồi chuyển. 4. Không gầm tiếng sư tử. 5. Không kinh hãi. 6. Hoạt động nơi sơn lâm. 7. Cư trú nơi hang núi. 8. Không lưu giữ một vật gì. 9. Một mình không bạn. 10. Trụ nơi A Lăng Nhã. Thiện nam, thế nào là Bồ Tát không sợ cho đến
Thế nào là Bồ Tát Trụ Nơi A Lăng Nhã? Này Thiện Nam, như sư tử vương đi khắp các chỗ mà không sợ hãi, thường thấy tự thân, đi một mình không có kẻ địch, Bồ Tát cũng vậy, đi khắp mọi nơi mà không kinh sợ, luôn thấy tự thân không có đối địch. Thiện Nam, như sư tử vương không có tướng khiếp nhược, Bồ Tát cũng vậy, khi cùng các ngoại đạo giao tiếp, tranh biện, luận nghị, Bồ Tát không khởi tướng khiếp nhược, dũng mãnh không yếu đuối. Thiện Nam, như sư tử vương, hoặc giả khi bị nhục cũng không trở về, Bồ Tát cũng vậy, đã bị ngoại đạo làm nhục, tổn hại, cũng không chuyển đổi, cũng không im lặng. Thiện Nam, như sư tử vương gầm rống, tất cả các loài thú, kể cả các loài lang sói đều chạy xa ẩn trốn, Bồ Tát cũng vậy, nói pháp vô ngã vang lừng như sư tử gầm, làm cho đám lang sói ngoại đạo chấp trước ngã kiến thoái lui tan tác. Khắp mười phương cõi, Bồ Tát này không làm tổn não họ, dùng pháp vô ngã vang lừng như sư tử gầm, chỉ vì nhằm làm chuyển đổi hóa độ chúng sanh. Thiện Nam, như sư tử vương nhìn khắp mười phương không có gì lo sợ, Bồ Tát cũng vậy, tánh tích tịch tỉnh hình nơi sân long. Thiện Nam, như sư tử vương trụ trong hang núi, Bồ Tát cũng vậy, an trụ trong núi trí tuệ tịch tỉnh. Thiện Nam, như sư tử vương không có lưu trữ, Bồ Tát cũng vậy, trừ bỏ tất cả gánh nặng phiền não không có lưu trữ. Thiện Nam, như sư tử vương đi một mình không bạn, hàng phục các bầy cầm thú, Bồ Tát cũng vậy, ngồi nơi đạo tràng một mình không bạn, phá các ma quân. Thiện Nam, như sư tử vương trú tại nơi nào thì nơi đó tất cả cầm thú chẳng dám xâm phạm, phá hoại các loại lúa mạ hoa màu, Bồ Tát cũng vậy, cư trú tại thôn xóm quốc độ nào thì cầm thú nơi đó chẳng thể xâm phạm, phá hoại hoa màu pháp thiện. Đây là Bồ Tát không kinh sợ cho đến có khả năng bảo hộ thiện căn của chúng sinh. Này Thiện Nam, như vậy là Bồ Tát đầy đủ mười pháp dụ như sư tử vương. Thiện Nam, đại Bồ Tát có đầy đủ 10 pháp khéo điều phục. Những gì là 10? Một, tâm Bồ đề kiên cố. Hai, lãnh hội lý nơi tâm Bồ đề. Ba, bảo hộ sáu tình. Bốn, tu hành thánh đạo. Năm, gánh vác việc lớn. Sáu, làm lợi ích cho chúng sinh, tâm không mệt mỏi. Bảy, chánh mạng. Tám, chân thật không cao ngạo. Chín, không vô nịnh vô trá. 10, ngay thẳng. Thiện Nam, đây là Bồ Tát đầy đủ 10 pháp khéo điều phục. Thiện Nam, đại Bồ Tát có đủ 10 pháp làm chỗ nhận biết của thế gian. Những gì là 10? Một, nhiếp tâm ngồi thiền. Hai, hằng tu hạnh không. Ba, học pháp không nghỉ. Bốn, không chuyên theo cảnh giới. Ly phiền não cách xử, phụng hành tất cả kinh giáo của Như Lai. Nhất nhất không phạm, tùy thuận tất cả tông pháp một cách bình đẳng, thông tỏ chỗ chính yếu của pháp giới. Năm, như hàng chiên đà la hạ tiện ở thế gian, do tâm khiêm cung nên xa lìa sự cao ngạo, tự cao ngạo mạn cuồng loạn. Sáu, luôn sống với hạnh khất thực bình đẳng theo thứ lớp. Bảy, trụ ở thế gian tâm không nghi hoặc đối với pháp Phật thấy biết như thật. Tám, tâm không do dự nơi pháp nội chứng. Chín, không tin kẻ khác, không để bị dụ dỗ tự mình thấy đạo lý. 10, khéo tu hành làm ruộng phước cho thế gian. Đây là Bồ Tát đầy đủ 10 pháp làm chỗ nhận biết của thế gian. Thiện Nam, đại Bồ Tát có đủ 10 pháp như hoa sen. Những gì là 10? Một, thân không ô nhiễm. Hai, không sống chung với các vi tế, với ác vi tế. Ba, hương giới luôn phạm pháp. Bốn, thọ sinh tinh khiết. Năm, sắc diện hiền hòa. Sáu, nhu hòa vi diệu. Bảy, ai thấy cũng vui. Tám, tâm ý khai ngộ. Chín, tâm ý thành thục. 10. Giỏi khéo thâu nhận. Thiện Nam, thế nào là Đại Bồ Tát thân không nhiễm ô, cho đến thế nào là Bồ Tát giỏi khéo thâu nhận? Thiện Nam, ví dụ hoa sen tự không nhiễm ô, khi từ khi ra khỏi nước, không nhiễm vì pháp tánh là như vậy, Bồ Tát cũng thế, không còn nhiễm ô từ khi ra khỏi nước sinh tử. Vì sao? Vì được trí tuệ phương tiện, tất cả Bồ Tát thông hiểu phương tiện sống nơi sinh tử. Sinh tử hỏa hoạn chẳng thể làm nhiễm ô, vì Bồ Tát khéo hành trì trí tuệ phương tiện. Thiện Nam, như hoa sen một giọt nước chẳng thể bám trụ, cũng vậy những lỗi lầm vi tế chẳng thể bám trụ nơi Bồ Tát. Thiện Nam, như chung quanh chỗ hoa sen sinh mùi hương luôn phản phất xâm ướp khắp nơi, cũng là như vậy làng xóm quốc ấp thị tớ nơi Bồ Tát cư trú, mùi hương giới phản phất không chỗ nào là không có. Thiện Nam,
Như những nơi sinh hoa sen tinh khiết cả ấy, quốc vương đại thần hết thảy trăm họ đều tìm đến ở đó. Cũng lại như vậy, những Bồ Tát thọ sinh tự tánh tinh khiết, giới đức oai nghi đầy đủ không thiếu, thường được các chúng trời người rồng dạ xoa càng tất bà Atula Khẩn Na La Ma Hầu La già nhân phi nhân cung kính ái mộ lễ bái, chư Phật Bồ Tát khen ngợi tán dương. Thì nam, như khi hoa sen nở sắc diện cả ái hay làm vui chúng hữu tình, ai thấy cũng hoan hỷ. Bồ Tát cũng vậy, khi cười mỉm, các căn đều thanh tịnh tươi vui. Thiện nam, ví như hoa sen mềm mại không có thô nhám, Bồ Tát cũng vậy, nhu hòa tự nhiên không có thô bạo. Thiện nam, như khi mộng tưởng thấy hoa sen, đây là điểm an lành, lợi ích đáng khen ngợi. Người thấy Bồ Tát được lợi ích, cũng lại như vậy, tất cả trú xứ thêm sự an lành vì được nhất thiết trí. Thiện nam, giống như hoa sen dần dần bung nở, cũng vậy hoa sen trí tuệ giác phần của Bồ Tát bung nở, khi ấy gọi là Phật, là bậc giác ngộ. Thì nam như hoa sen nở, khi thấy nhãn căn vui thích, khi ngửi thì căn ưa thích, khi xúc chạm thân căn thích thú, khi tâm hoan hỷ ý căn vui thích. Bồ Tát cũng vậy, lúc ánh sáng trí tuệ thành thục, nhãn căn thanh tịnh khi thấy, nhĩ căn thanh tịnh khi nghe, tỷ căn vui thích vì đã có hương giới công đức, thân căn vui thích khi xúc chạm cúng dường cung kính, ý căn thanh tịnh nếu khi tư duy tán thán công đức. Thì nam như hoa sen sinh được hàng trời người thâu nhận, cũng vậy Bồ Tát xuất hiện ở thế gian được chư Phật, chư Bồ Tát cho đến chư Thiên Đế Thích Phạm Thiên Hộ Thế đều kính ngưỡng, đây gọi là Bồ Tát tự không ô nhiễm cho đến được thâu nhận. Thì nam như vậy Bồ Tát đầy đủ 10 pháp dụng như hoa sen. Thì nam đại Bồ Tát có đủ 10 pháp tạo tâm ý quảng đại, những gì làm vậy? Một, nên phát tâm rộng lớn vì tu hành tất cả các ba la mật. 2. Ta nên phát động tâm rộng lớn vì làm thành thục tất cả pháp Phật. 3. Ta nên phát tâm rộng lớn vì giáo hóa tất cả chúng sinh. 4. Ta nên phát tâm rộng lớn ngồi nơi đạo tràng thành tựu Phật quả. Thành đẳng giác rồi, ta sẽ chuyển pháp luân mà tất cả thế gian hoặc phạm hoặc thiên đều chẳng thể chuyển. 5. Ta nên phát tâm rộng lớn vì đem lại lợi ích cho chúng sinh ở vô lượng vô biên thế giới. 6. Ta nên phát tâm rộng lớn vì kiến tạo thuyền trí tuệ, độ các chúng sinh khỏi biển sanh tử. 7. Tất cả chúng sinh không ai cứu, không ai bảo hộ, không nơi nương tựa, không có người thông độ thoát. Ta nên phát tâm rộng lớn làm quyến thuộc vì họ. 8. Ta nên phát tâm rộng lớn vì nhằm hiển hiện oai thần của chư Phật, tạo tiếng gầm của sư tử, hiện bày thần thông diệu dụng, đạo lực của chư Phật và cũng phải xem xét như Maha Na Già. Chính vì tất cả thế gian, hoặc trời hoặc người, không thể sánh, không thể bằng ta, nên phát tâm rộng lớn. 10. Ta nên đem phát tâm rộng lớn để chính pháp của Phật giáo hóa tất cả chúng sinh, chẳng dùng hạnh thô lậu, chẳng dùng khổ hạnh, chẳng dùng hạnh thấp kém. Thì nam, đây là Đại Bồ Tát đầy đủ 10 pháp tâm rộng lớn. Thì nam, Đại Bồ Tát lại có 10 pháp khiến tâm được thanh tịnh, những gì là một? Một, tâm nhiều tính, vui, nội tâm bất động, tâm trụ kiên cố, tâm không hư dối sẽ liệt tất cả tu duyên bất thiện, nghĩa là không phát tâm cầu đạo thanh văn với bế chí Phật. Hai, do thiểu dục tri túc nên lìa xa tất cả cấu uế bất tịnh. Ba, lìa thân cao ngạo, nghĩa là không tạo oan nghi giả dối. 4. Lìa khẩu cao ngạo, nghĩa là không nói lời trái sự thật. 5. Lìa tâm cao ngạo, nghĩa là không tà bậy dối trá. 6. Thân không hỗn tạp, miệng ít ham muốn, tâm không tham cầu. 7. Biết ơn phải báo ân, ân nghĩa nhỏ còn không quên, huống là ân nghĩa lớn. 8. Nói lời chân thật, ở chỗ làm việc không nói xấu kẻ khác. Những điều không lợi không nên nói, chỉ tán thán những việc có lợi, vui, có đức. Trong ấy chỉ thấy có đức, tu hành như lời nói. Bồ Tát không được ngoài miệng nói lời thương yêu, mà trong tâm thù oán. Bồ Tát dùng miệng khen ngợi, khiến tâm không tranh chấp, miệng nói lời ái ngữ, tâm không hiềm hận. Chính Bồ Tát không được ngoài thân lộ vẻ hiền lành, mà tâm nghĩ ác. Bồ Tát không được đem thân cung kính, mà trong tâm khinh mạng. Bồ Tát không cao ngạo, có biếng nhác, không tham tiếc, không ganh ghét. Bồ Tát đã không tự cao, cũng không bê trễ, đã không tham tiếc, không ganh ghét, cũng không dối trá, không quanh co,
Bồ Tát không nói lời đâm thọc ly tán đôi bên. Vì sao? Vì Bồ Tát do thân cung kính, miệng luôn nói chân thật. Ba nghiệp tương ưng không hủy bán chánh pháp thanh tịnh của Như Lai. Bồ Tát không dám hủy bán pháp. Vì sao? Vì không hủy bán chánh pháp của chư Phật. Vì Bồ Tát phát tâm Bồ Đề vô thượng, cả bỏ đau tất, mặc y hoại sắc, được xuất gia trong chánh pháp của Phật. Sự xuất gia như vậy chẳng vì sợ quốc vương, chẳng vì sợ giặc cướp, chẳng vì nợ nần, chẳng vì kinh hãi, chẳng vì sự sống mà làm sa môn. Vì tin ưa nên xuất gia học đạo, vì cầu pháp nên thân cận thiện hữu, hết lòng phụng sự, gặp tri thức thiện, lắng tâm, nghe pháp như pháp tu hành, tâm không kiêu mạn. Tuy không kiêu mạn nhưng còn chấp giữ theo điên đảo. Nếu không còn điên đảo thì có khả năng thông đạt chánh đạo nơi Phật. Do thông đạt nên đạt được chánh pháp, do được pháp nên chắc chắn được Bồ Đề vô thượng. Người học như vậy không hủy bán chánh pháp và chánh giáo của Như Lai. Thiện nam, như vậy là Bồ Tát đầy đủ 10 pháp khiến tâm được thanh tịnh. Này thiện nam, là Bồ Tát đầy đủ 10 pháp không có nghi hoặc những gì là 10. Đó là: một, tin Như Lai có thân bí mật; 2, tin Như Lai có khẩu bí mật; 3, tin Như Lai có tâm bí mật; 4, tin hạnh Bồ Tát; 5, tinh thần không thông đầy đủ; 6, tin bản nguyện viên mãn; 7, tin đạo nhất thừa; 8, tin trụng trụng thuyết; 9, tin âm thanh Phật sâu xa phi diệu văn lần; 10, tin vào sự hóa độ chúng sinh tùy theo căn tánh của họ. Thì nam, thế nào là Bồ Tát tin có Đức Như Lai có thân bí mật cho đến tin vào sự giáo hóa chúng sinh? Thì nam, Bồ Tát nghĩ: nghe nói Đức Như Lai có pháp thân, thân tịch tỉnh, thân không gì bằng, thân không thể sánh, thân vô lượng, thân bất cộng, thân kim cang, đều là chân thật, không hư, không dối. Đối với vấn đề này, Bồ Tát không sinh nghi hoặc, không có hai tâm. Bồ Tát tin Đức Như Lai có thân bí mật như vậy. Bồ Tát lại nghĩ: nghe nói Đức Như Lai có khẩu bí mật, từ kim khẩu Đức Như Lai thọ ký. Sự thọ ký rõ ràng đối với kinh giáo Đức Như Lai nói. Nếu không hiểu rõ nghĩa lý cũng đừng nên bác bỏ, vì Như Lai không còn lầm lạc, không nói lời vô nghĩa, chẳng hề vọng ngữ. Chư Phật Như Lai đã diệt tất cả ác, thanh tịnh vô cấu, không còn phiền não, kết sự nóng bức, đầy đủ tự tài, không còn mong cầu, vô trượt vô uế. Nếu nói Như Lai còn sai lầm, Như Lai còn nói lời vô nghĩa thì điều này không có. Như Lai chí chân, chí thật, không có khi dối. Đối với vấn đề này, Bồ Tát không nghi hoặc, Bồ Tát tin vào khẩu bí mật của Phật như vậy. Bồ Tát lại nghĩ: trong tâm Đức Như Lai thật bí mật, tại nội tâm luôn y chỉ nơi tâm, tất cả thanh văn chuyên giác cùng các Bồ Tát cho đến hết thảy chúng sinh đều chẳng thể biết, chỉ trừ khi Đức Như Lai dùng sức thần thông hiển bày cho biết. Vì sao? Vì Đức Như Lai thâm diệu, khó dò, khó lường, cảnh giới rộng lớn, vô biên, vô lượng, đồng với hư không, chẳng thể nghĩ bàn, thuần là chân thật, không có hư dối. Điều này Bồ Tát không nghi tâm, tin tâm bí mật của Như Lai như vậy. Bồ Tát lại nghĩ: nghe nói tất cả Bồ Tát chuyên cần tạo lợi ích cho chúng sinh, thành tựu đầy đủ cho tất cả chúng sinh. Đối với sự nghiệp này, các Bồ Tát đều không mệt mỏi, cũng không lo sợ, gánh vác việc lớn, oai lực kiên cố, tu hành 10 độ cùng hết thể pháp Phật, có trí vô ngại, trí vô biên, trí vô đẳng, trí bất cộng, dũng mãnh kiên cố, trang nghiêm kiên cố, thệ nguyện kiên cố, vì Bồ Đề nên thành tựu đầy đủ theo thứ lớp. Điều này chân thật, chẳng phải hư dối. Bồ Tát tin vào sự tu hành như vậy, không sinh nghi hoặc. Bồ Tát lại nghĩ: ta an tọa nơi đạo tràng, đạt được thanh tịnh, không trì trệ, không chướng ngại, không vướng mắc, đắc nhãn thông cho tới nhĩ thông, tha tâm trí thông, túc mạng thông, như ý thần thông, lậu tận thông, không vướng mắc, không trì trệ, không chướng ngại. Ta đắc trí tương ưng trong một sát na, theo dõi như thật các cõi chúng sinh trong ba đời. Những chúng sinh này thân hành đủ loại nghiệp ác, khẩu hành đủ loại nghiệp ác, ý hành đủ loại nghiệp ác, tài kiến điên đảo, hủy bán hiền tánh, vì nhân duyên nghiệp lành, tà pháp, nên sau khi chết sinh vào các đường ác, chịu khổ địa ngục. Có các chúng sinh thân làm việc thiện, khẩu ý hành nghiệp thiện, đầy đủ chánh kiến, nên không hủy bán hiền thánh, trụ nơi chánh kiến. Nhờ chánh kiến nên ban nghiệp thanh tịnh,
cho nhân duyên ấy nên sau khi chết sinh vào đường lành, thọ vui nơi cõi trời. Bồ Tát quán chúng sinh giới một cách chân thật như vậy liền thấy nghiệp thiện và bất thiện của chúng sinh. Bồ Tát lại nghĩ, khi xưa ta làm Bồ Tát, hành đạo Bồ Đề, phát thệ nguyện, mình thành chánh giác mới giúp kẻ giác ngộ. Đây là lời ta nguyện trước đây. Nay đạo quả đã được viên mãn như sở nguyện là điều chân thật, không có hư dối. Điều này Bồ Tát không còn nghi ngờ, cũng không mê mờ, nên gọi Bồ Tát là Đạn Giác, đã tự giác ngộ, gọi là Tam Phật Đà. Nay thì Nam, đây là Bồ Tát tinh Bồ Đề, tinh Phật xuất hiện ở đời. Bồ Tát lại nghĩ, nghe nói nhất thừa là nhất Phật thừa. Điều này chân thật, chẳng phải dối trá, không hư ngụy, không sai lầm. Vì sao? Vì các thừa đều sinh ra từ Đại Thừa. Ví như châu Diêm Phù Đề, có các châu vây quanh. Danh từ mỗi châu đều thuộc vào châu Diêm Phù Đề. Danh ấy được gọi chung là nhập Diêm Phù Đề. Tất cả các thừa cũng là như vậy. Nương vào Đại Thừa mà phát sinh, không có hai, không có ba thừa. Điều này Bồ Tát không nghi, Bồ Tát tin vào đạo nhất Phật thừa như vậy. Bồ Tát lại nghĩ, nghe nói các loại pháp Như Lai thuyết giảng trong các kinh đều chân thật. Vì sao? Vì hóa độ các chúng sinh mà các đức Như Lai tùy thuận căn cơ thuyết pháp. Điều này Bồ Tát không sinh nghi hoặc, không khởi hai tâm. Đây là Bồ Tát tin vào ba thừa có chỗ sai khác. Bồ Tát lại nghĩ, âm hưởng của các đức Như Lai là vô cùng sâu xa vi diệu, phạm âm như vậy là chân thật. Vì sao? Vì các phạm thiên tử thiện căn mong ích còn có thanh âm vi diệu vang vọng êm ái trong trẻo xúc cảm. Huống nữa là trong vô lượng kiếp đức Như Lai đã tu hành thành tựu trăm phước trang nghiêm đầy đủ vạn đức. Điều này Bồ Tát không có nghi hoặc, Bồ Tát tin âm hưởng thâm diệu của Như Lai như vậy. Bồ Tát lại nghĩ, nghe nói Phật Như Lai biết rõ các loại tánh khí, căn cơ thông minh, ngu độn của chúng sinh. Các chúng sinh được hóa độ, nghe pháp chỉ có một âm thanh, vậy mà mỗi loài đều hiểu, đoạn dứt tâm nghi. Người thiện căn thành thục được hóa độ trước, mà mỗi chúng sinh đều hiểu như vậy. Này Đức Như Lai, vì một mình ta mà thuyết pháp như thế, nhưng các Đức Như Lai không có tư duy phân biệt như vậy. Những sự việc như vậy là chân thật, chẳng sai lầm, chẳng dối trá. Điều này Bồ Tát không sinh nghi hoặc, tin chắc rằng Như Lai tùy theo cơ duyên giáo hóa chúng sinh. Thiện Nam, đây là Đại Bồ Tát đầy đủ mười pháp, khiến tâm không nghi hoặc. Này Thiện Nam, Đại Bồ Tát là có đủ mười pháp dù như biển lớn. Những gì là mười? Đó là chỗ quy tụ tất cả châu báu, rộng lớn khó dò, càng ra càng sâu, không chứa thay chết. Bình đẳng một vị có khả năng dung nạp hết thảy sông ngòi, không quá thời hạn, là nơi nương sống của các chúng sinh lớn không có biên vật. Thiện Nam, thế nào là Bồ Tát là nơi các châu báu quy tụ, cho đến thế nào là không có biên vật? Này Thiện Nam, với nhớ biển cả là nơi quy tụ của vô lượng vô biên hết thảy châu báu, tất cả chúng sinh đều đến đó lấy vật báu. Bồ Tát cũng vậy, là nơi quy tụ vô lượng vô biên hết thảy công đức châu báu. Tất cả chúng sinh cầu đạt phước đức đều đến nơi ấy. Thiện Nam, với như biển cả thật khó đo lường, sự sâu sắc của Bồ Tát khó lường cũng là như vậy. Thiện Nam, như biển rộng lớn, từ bi trí tuệ sâu xa rộng lớn của Bồ Tát cũng lại như vậy. Thiện Nam, với như biển cả không dung chứa hết thảy thay chết. Vì sao? Vì pháp của biển cả là như vậy. Bồ Tát không thể sống chung với tri thức ác cùng tất cả phiền não cũng là như vậy. Vì sao? Vì pháp của Bồ Tát là như thế. Thiện Nam, với như biển cả hết thảy các dòng sông đều chảy vào đó, hòa thành một vị, đó là vị mặn. Bồ Tát tu hết thảy pháp thiện đều thành một vị cũng là như vậy. Đó là vị nhất thiết chủng trí. Thiện Nam, như biển dung chứa các sông nhưng không tăng giảm, Bồ Tát thọ vô lượng pháp không có tăng giảm cũng là như vậy. Thiện Nam, như nước nơi biển cả lên xuống không quá thời hạn, Bồ Tát giáo hóa chúng sinh không quá thời hạn cũng là như vậy. Thiện Nam, như biển cả là nơi cư trú của chúng sinh có thân to lớn, hết thảy chúng sinh có pháp bạch tịnh y chỉ nơi thân Bồ Tát cũng là như vậy. Thiện Nam, như nước biển rộng bao la không có phần hạn, tất cả chúng sinh không thể biết lượng nước nhiều ít, Bồ Tát vì các chúng sinh mà nói pháp yếu vô biên vô tận, không thể lường xét cũng là như vậy.
Đây là Bồ Tát Như Đại Hải, là nơi quy tụ các thứ châu báu phước đức cho đến vô biên. Thiện Nam, như vậy Bồ Tát đầy đủ 10 pháp dụ như biển lớn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Thừa Bảo Vân quyển 3. Nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, phát một báo thân này đồng sinh về tịnh độ. Nam mô Đại Thừa Bảo Vân Hội Tượng Phật Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.